Sau quãng nghỉ FIFA Days, sân cỏ V-League 2023 sẽ tiếp tục sôi động với loạt trận vòng thứ 12. Thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước đội đầu bảng Thanh Hóa, Công An Hà Nội đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. Cuộc tiếp đón đội đang đứng thứ tư Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Da Silva Cruz khẳng định sức mạnh của mình. Trận cầu tâm điểm Công An Hà Nội với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 6.